Sáng 27 tháng 12, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, ngành hải quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng với mục tiêu vừa đảm bảo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa tích cực hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất khẩu nhập khẩu, đạt chỉ tiêu hoàn thành thu ngân sách chính phủ đặt ra. Tổng cục Hải quan ước tính năm 2021, toàn ngành thu ngân sách được 370.000 tỷ đồng, bằng 117,46% dự toán, bằng 110,45% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Nổi bật trong năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 600 tỷ đô la Mỹ. Toàn ngành nỗ lực ngoài cái yếu tố khách quan do cái kim ngạch tăng về lượng, tăng về giá của cái giá dầu, rồi ô tô, rồi các cái hàng hóa khác, thì đó là cái nỗ lực trong toàn ngành, trong các cái biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại, chống thất thu trên các lĩnh vực, thì chúng ta đã góp phần vào cân đối ngân sách trung ương. Trong năm 2021, ngành hải quan tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Nhờ đó, các lĩnh vực công tác của Tổng cục Hải quan đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong cái bối cảnh khó khăn như vậy, thì chúng ta cũng trong cái thời điểm mà quý 3 khi mà dịch bệnh COVID như vậy và căng thẳng và cách ly xã hội, thì quả thực là lúc đó thì vô vàn khó khăn. Thế mà cuối cùng thì cho đến nay chúng ta với cái thu ngân sách thì rất là tốt. Và trong đó đặc biệt là cái thu hoạt động xuất nhập khẩu đã đóng góp 100% ngân sách trung ương. Về nhiệm vụ năm 2022, lãnh đạo ngành tài chính chỉ đạo, Tổng cục Hải quan xác định đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2021-2030, đồng thời thực hiện các nghị quyết về điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ, hướng tới mục tiêu tổng quát là xây dựng hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện chính phủ số với mô hình hải quan thông minh.